Lúc 19 giờ ngày 21 tháng 7, câu lạc bộ Hà Nội sẽ có chuyến làm khách tại sân Thống Nhất gặp câu lạc bộ Sài Gòn trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2019. Ở trận này, câu lạc bộ Hà Nội sẽ không có huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trên băng ghế chỉ đạo vì án phạt từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Tiền đạo Papa, tiền vệ Moses, hậu vệ Văn Dũng và cả tân binh đắt giá người Iran Moskepur có thể sẽ không được ra sân vì dính chấn thương. Với Quyết cũng đã chia sẻ với các em rất là nhiều, đấy là một cái bài học. Chặng đường còn rất là dài, đây là một cái bài học nó xảy ra rất là sớm đối với Hà Nội. Thì tất cả cầu thủ, đặc biệt là những cái nhân được thi đấu chính thì phải có một sự tập trung. Bóng đá là 90 phút để duy trì cái tinh thần thật sự tốt nhất để đạt được kết quả tốt nhất. Thì cá nhân Quyết và toàn đội đã rút ra rất là nhiều kinh nghiệm và cũng đã xem băng hình để cố gắng mình hoàn thiện hơn và thi đấu tốt hơn. Với Quyết thì mọi người đều biết thì huấn luyện viên trưởng rất là quan trọng, vừa là tinh thần vừa là chỗ dựa cho anh em cầu thủ. Việc thiếu huấn luyện viên trưởng thì cũng là một cái bất lợi đối với Hà Nội FC. Thì mọi người đều biết thì trong bóng đá thì cũng không thể hoàn thiện đầy đủ được. Đấy là một cái thiếu sót thì rất là đáng tiếc, nhưng mà toàn đội sẽ phải nỗ lực để bù lại cái tinh thần mà huấn luyện viên trưởng truyền đạt. Thì toàn đội với tinh thần và khí thế tập luyện trong ngày hôm nay thì sẽ cố gắng thi đấu thật tốt với trận đấu vào ngày mai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.